Bây giờ gắng làm ăn nha. Hy vọng là lần tới là em gặp anh là sẽ báo tin vui đám cưới của anh nha. Ok, vui chưa? Rồi giờ nếu mà có câu nào liên lạc với anh Hùng làm sao liên lạc? Nay gặp lại anh Hùng á thì ảnh thay đổi rất là nhiều rồi, vẫn ở chỗ này như ngày xưa. Ở đây là nơi mà anh ấy làm việc ở bên kia. Rồi đây là chỗ mình mua lúc trước, mình mua đồ cho anh ấy. Ở đây là hai hả? Con vô trong đó ngồi chơi đi nè, con vô đó ngồi chơi, vô trong phòng á, trong đó đó, ngồi chờ mẹ xíu. Trời ơi, trời ơi, hôm nay nhìn thấy đẹp trai quá trời đẹp trai luôn kìa, quá trời cô xin số điện thoại luôn rồi sao? Sure. Chứ từ ngày không lấy vợ, chừng nào mới lấy vợ. Vậy đó. Anh đi từ hồi mấy giờ tới mấy giờ tới giờ? Anh đi rồi lúc đó 4 giờ sáng. 4 giờ sáng hả? Từ bên chạy qua đây mấy tiếng đồng hồ? 15 tiếng. 15 tiếng hả? Wow, cũng xa ha. Anh rồi sao cảm giác có loại giấy tờ rồi sao, chừng nào tính chừng nào về? Thì trước mắt qua bắt đầu có sơ sơ và đổi bằng lái xe rồi xong đâu đó rồi mới làm đơn thi quốc tịch cả rồi mới về. Thi quốc tịch hả? Thi tiếng Việt phải không? À. Ừ, vậy là tốt. Good. Anh Hùng có tương lai. Em cứ nghĩ là anh không làm được không á. Tại vì anh mất hết giấy tờ mà sâu sò làm lại chưa? Bây giờ chuẩn bị về về làm sâu sò. Có thể xanh rồi mới làm sâu sò được. À. Có người nói á, là thẻ xanh cứt là dễ, anh chỉ cần gọi lên thôi là anh làm được. Nhưng mà tại sao anh vẫn không làm được? Luật sư đòi anh 5.000 mấy ở bên kia phải không? Lý do là tại sao anh không làm được? Luật sư nói anh là 5.000 mấy. Tại nó nói là chắc chắn là nó không biết là người ta bên đó làm như thế nào thì nên luật sư nó không có nhúng vô. Bây giờ nó nhúng vô thì nó phải đòi hơn cái giá đó thì nó sẽ làm. Đâu phải dễ đâu, thí dụ mình còn giấy tờ đầy đủ thì mình làm nó dễ hơn, Ờ. còn này anh mất thẻ xanh, anh mất hết tất cả Thì giấy đó. tờ sao làm được? Hồi lúc mà Đã, lúc trước mình làm cái hồ sơ đó là anh nhớ là anh làm hồ sơ đó, bây giờ là cái hồ sơ nó gửi về rồi hiểu không, hỏi nó gửi về cái là có thẻ xanh thôi mà nó đã cấp rồi, nó cấp là 23 tháng 11 2023, hồ sơ gì? nó cấp có thẻ xanh mình nó là ngày 23 tháng 11 2023. Hồ sơ ai gửi cho anh? Thì cái thẻ xanh nó gửi về đó. Vậy đó hả? Em không biết luôn. Thế kia nó gửi về rồi mà tại sao là luật sư nó gọi lên trên sở chú, tại luật sư của di chú nó mới gọi lên trễ, nó mới điền đơn lên trễ, nó ăn tiền của mình nữa. Ồ vậy đó hả? Lên nó ăn tiền của mình không có biết, ăn được từ 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 tính ra 5.000 mấy đó, mà cuộc cùng thôi mình bỏ mình cancel kia, thôi giờ tôi có thẻ xanh rồi nên tôi không có làm nữa. À, có nghĩa là anh đi luật sư nhưng mà chưa có làm gì hết, Chưa chưa có có làm tốn nữa. tiền. Nó chỉ gọi lên sao thôi, nó họ gọi lên nó hỏi thăm thôi thì biết anh thấy sao anh đã về rồi, lúc đó anh mới gọi cho em. Hèn gì nó, ủa sao anh này tự nhiên linh tính hay sao tự nhiên không có liên lạc rất là lâu rồi, cái năm mấy rồi phải không? Năm mấy Cái rồi năm mấy rồi không liên lạc, tự nhiên bữa nay liên lạc lại. thì là biết cái hồ sơ đã mình đã lăn tay chụp hình rồi mà tại sao là mình không có thẻ xanh về là sao, là mọi người là ý là ai ngờ là cái lá thư nó gửi về là 23 tháng 11 2023 nó sẽ gửi về rồi, thẻ xanh gửi về rồi 23 tháng 11 là cuối năm phải không? là cuối năm gần gần cuối năm. 23 tháng 11. Dạ. Thì cũng giống như em nói với anh đó, mất liên lạc với anh lâu quá rồi đâu có biết anh ở đâu đâu. Để đúng rồi. Em tưởng là anh đi phiêu bạt giang hồ nữa. Thỉnh thoảng suy nghĩ không biết anh có trở lại cái chỗ chỗ cây xăng cũ sao, không? sao trở về mà sao đứng cây xăng cũ được. Tại vì tự nhiên anh nói nghe nói là anh không có làm chỗ cũ nữa. Thì Rồi đúng em rồi, cũng đâu có biết là anh không anh làm chỗ cũ, tại anh làm cái chỗ cũ á
Tại vì sao làm mới là làm thì được, mà cái Hà Lan nó kêu suốt cả đêm sáng không có ngủ. Vậy đó hả? Đi rồi sáng mai sao làm nổi, hiểu không? Thức nguyên đêm sao sáng mai sao làm nổi, mà làm liên tục như vậy là không có được. Cái máy nó bị hư hay sao? Cái máy nó lâu lâu nó bị chạm vậy thôi chứ không phải là hư. Hư mà nó cứ ý, nó cứ kêu ngoài suốt nguyên rim vậy đó hả? Tại cái cám á, tại cái cám sợ mưa này nè, là khi người ta đổ cám vô trong thùng á là nước nó vô trong thùng cám là cám lại ướt. Là nó bị nghẹt thôi chứ không bị gì hết trơn á, bị móc ra cực khổ cho mình thôi. Mình phải leo lên đó hả? Mình móc ở dưới đít đó. Mở cái nắp thùng ra, đít thùng đó mình phải môi ướt ra xong thôi rồi cái mình mới phơi nắng rồi mới đổ vô thùng cho gà. Vậy đó hả? Vậy thôi mới làm từ từ thùng 1 tới đến thùng số 4 mà chịu vừa xong là nó kêu tiếp rồi vừa xong mình là không ngủ được. Là không ngủ được, nó làm suốt nguyên đêm sáng vậy. Là ngủ làm không được, làm nổi. Chứ làm thì được mà mình phải để cho mình ngủ chứ mà Hà Lan cũng kêu hoài sao mà chịu nổi. Vậy đó. Anh á, cái chỗ này anh về, cái chỗ này anh còn ký ức anh như thế nào? Cũng vui vẻ thôi. Cũng đâu có khác cái nào đâu, nó cũng y xưa vậy thôi. Y xưa, hồi xưa anh ở đây là mấy chục năm? 23 năm. 23 năm ở đây. Ở đây là có mối tình nào ở đây không? Không, không có mối tình nào. Chưa từng yêu ở đây thôi, có yêu bên Khôi thôi phải không? Khôi thì lúc nào thì nó ông thì nó ngủ sát bên ngọn ơn điện ngủ vô cây xăng nó ngủ vậy đó hả? Tại dạo này nó không giờ nó bây giờ cây xăng nó cho ngủ anh. Nhưng mà em thấy anh được vậy là vui rồi đó, có anh Khôi không có làm được giấy tờ giống cả. Thì đó, bởi vì là nó trời nó gì vậy rồi không phải chịu. Là bây giờ anh Hùng là có màu hồng rồi đó nha. Đây, anh coi đi, đây là giấy tờ của anh nè, thẻ xanh của anh nè. Đây là gì chất của chính phủ cho đó. Anh coi đi, mở ra anh coi đi. Mở ra coi nha. Đừng có nói xong rồi tới đi về bển rồi nó ô không phải nha. Đây là thẻ xanh trước nè, mở cái ở dưới. Đây, đó, cái dưới đó, thẻ xanh cái bao lớn đó. Giao cho anh lần này là em hết trách nhiệm nha. Yeah. Cho nhìn coi phải gương mặt của anh không hay là gương mặt của người khác nữa. Phải anh không? Đúng rồi. Phải tên anh không? Rồi. Nguyễn Hùng Văn. Rồi sinh năm mấy? Sinh năm 1968. Gì 1968? 1968. Ủa 1968 hả? Ừ. Sao bữa em thấy anh ghi 1970 mà 1968? Đâu 70 đâu, 68 mà. Anh 68 mà. Tới năm 2026 hết hạn hay gì phải không? 2026. Ủa, gì mau vậy? Đưa em mượn coi. Cái gì mà tới 2026? Kỳ vậy? Không. Tới năm 2033, 10 năm. 2033. Ở dưới đó thấy không? Đây nè, để em chỉ cho. Tháng để em coi tháng mấy, chắc tháng 11. Ngày 10 tháng 11 2033 là 33. Là hết hạn là 10 năm á. Tháng 10 ngày 11 tháng 10 2033. Dạ. Yeah. Rồi đây là cái mấy cái chất nè. Rồi mở ra kiểm tra đi. Ủa không. Bây giờ hay cái kiểm ở ổng sao vậy đó. Hả? Lâu quá không thấy được mặt mình. Chứ mà sinh mới nè. Cái kiểu mới phải không? Kiểu mới. Rồi đó là chất. Chết đó bao nhiêu? Biết đọc chữ không? Biết. Chết có là 2008. Sướng ha. Ừ. Rồi giờ lấy tiền đó làm gì? Phải về nhổ răng, trồng răng nè. Ở đâu? Ở Việt Nam hay ở đây?
Rồi không, mình nhổ ở đây rồi mình về Việt Nam chồng. No. Cái chồng này mắc lắm. No, ý em nói về Việt Nam nhổ luôn, đừng có nhổ bên đây, nhổ bên đây mắc lắm. Hả? Về Việt Nam nhổ, đừng có nhổ bên đây. Về Việt Nam nhổ được chừng nào mới chồng? Kịp, anh về 1 tháng làm kịp. Kịp không? Kịp. Anh nhổ mấy cái? Anh nhổ nguyên hàm trên hàm dưới luôn không à. Hàm trên nó còn có 5 cái à, hàm dưới nguyên hàm luôn. Ủa? Ở đây nhổ nó bảo đảm hơn là về Việt Nam nhổ. Anh nhổ ở đây đi, mắc lắm á. Ngay chị Hồng Đen chị nói kìa, ôi nhổ đây đi, dù nó mắc lại nữa có bảo đảm hơn ở Việt Nam. Một cái ở đây á là anh nhổ một cái ít nhất là mấy trăm đồng á. Anh nhổ về Việt Nam nhổ một cái có mấy trăm ngàn thôi. Có phải tên anh không hay là tên người khác nữa, phải không? Phải tên không? Coi kỹ chứ vậy. Không đâu có tên đâu. Ủa gì kỳ, không có tên rồi sao biết của anh? Tên của anh đây này, Nguyễn Văn Hùng đây này. Đó. Nguyễn Văn Hùng đây này, còn tên anh nó có tên đâu. Oh no, cái này không phải của anh. Ừ. No no no, cái này là cái tên của ông chủ nhà cũ của em. Đó. Đó, bị mừng học rồi. Ừ. Trời ơi. Đây nè, rồi cái này, hai cái này của anh đó lộn rồi. Đây đó. Vậy là có hai cái thôi chứ đâu có ba cái đâu. Hai cái. À. Tại vì cái này là cái ông chủ nhà cũ, tên của ông chủ nhà cũ. Đây đó. Hèn gì anh Hùng coi kỹ thiệt hả? Không phải tên. Coi lúng tay mình mới lấy chứ không lúng tay rồi lấy vậy. Đây cái ngàn tư nè. Ờ. À. Đó. Cái ngàn tư ha. Cái này mà không phải tên lấy là bị bắt đấy. Ừ, bắt á thiệt chứ. Ừ. Mày không có lúng tay mình mới lấy chứ không lúng là bắt mình á. Cái đó nhiêu? Đây 1816 đồng 65 sen. Rồi, cũng được rồi. Là coi như là 2000 3000. 3000. 3000 mấy á? 3200 phải không? Không em coi coi. 3016 đồng 65 sen. Sao 3016 đồng. 1400 với 1800 là 3200 16 đồng. 3200 16 đồng. Rồi. Rồi, mừng rồi. Ủa là cái chết đi đó mình bỏ vô được không ta? Được chứ. Đều... Anh có nhà băng không? Có. Rồi bỏ vô nhà băng thôi. Ờ. Mà em biết lâu quá em biết sao thì cứ bỏ chắc nó cũng chịu mà, tại vì anh là chủ chính mà đâu có phải là ấy đâu sợ. Đúng rồi. Rồi đây là một đống thơ nè, coi phải của anh không nè. Hùng Văn Nguyễn, Hùng Văn Nguyễn. Rồi đó của anh không đó, nhưng mà thơ này là của cái gì chính phủ có thể xanh hay gì á. Gửi về á, nó báo hay gì. Citizen. Hai cái. Cái lái này nó dài tại vì á là hơn cái năm mà. Ừ. Trời nó ra hình bị vàng vậy luôn nè. Để cho đem vô trả cho gửi trả lại cho ông kia. Không biết. Rồi. Cái là bao thơ ấy, cây thẻ của ấy, cây ấy đâu bỏ vô, cái chết luôn bỏ vô. Bỏ vô đây rồi. Ừ. Rồi là giờ anh Hùng là còn mình còn hơn chúng sống nữa đó phải không? Ừ. Đi thi quốc tịch trước ha, Thi quốc tịch trước nè, nó cho mình nè. À. Nó cấp rồi bỏ vô đây nè. Khi anh nghỉ anh đi rồi xong rồi cô chủ mà chở chà gà có nói gì không? Thì mình nói là mình làm nổi thì mình đi thôi, chứ nghỉ thôi. Chứ người ta không có giận gì hết. Người ta không có giận mà tướng anh nó đâu có giận đâu mà. Hồi lúc trước thì cũng lỡ qua mình nói mình làm chà gà cho nó. À. Thì nó không có lấy tiền gà, tiền nhà. Bây giờ nó lấy tiền nhà với tiền điện. Thì một tháng còn bao nhiêu một tháng trả hai nhà nó lấy mà hết trơn mình. Rồi thì còn được bao nhiêu còn ăn uống nữa, chừng ăn uống mình còn có tháng nào cũng thăm chứ không thăm cái này là Hương có nói đó vậy đó hả. Ờ tháng mà trả hai nhà thì không có đủ ăn uống rồi sao,
Kỹ đâu đủ mà đồ ăn đồ uống mắc nữa, đâu có rẻ đâu. Bây giờ thí dụ mà lấy vợ á, thì bảo lãnh vợ qua được không? Chắc được mà, tại anh có anh không mà phải không? Có anh không. Rồi giờ anh muốn tìm bà xã thì độ tuổi khoảng bao nhiêu không? Thì cỡ 50 trở xuống. 50 trở xuống hả? Năm mấy được không? Năm mấy thì bằng tuổi mình quá không được. 50 trở xuống hả? 50 trở xuống mà biết nữa mà phải biết lo làm ăn chứ, mà qua đây là cũng bỏ mình cũng như không, mình cũng sợ nữa. Thấy không? Cưới vợ là giống như đánh bạc vậy đó, hên với xui thôi. Thì đó. Nhưng mà khi đó mình phải phải biết làm vượt qua vượt lại để mà sống thôi, chứ mình cũng càng ngày càng lớn tuổi chứ đâu phải càng ngày càng nhỏ đâu. Thì ai cũng muốn mơ mộng qua đây rồi cũng kiếm con đường để mà đi. Đúng rồi. Nên là sợ chỗ đó là cho mình khổ, mình đã khổ rồi còn thêm mình khổ thêm nữa là còn khổ nặng nữa. Tiền bạc không phải là mình nói là cái gì hết trơn, mà có tình nghĩa thì nó lớn hơn tiền bạc. Cho nên á, khi mà chọn vợ phải chọn cho kỹ. Thì đó. Nhưng mà nói vậy chứ cũng hên xui, nhiều khi gặp người đó thương rồi sao? Thì thương thì mình ok, mà không thương thì mình cũng chịu thôi. Chứ giờ sao, giờ đó người ta đã qua đây rồi, người ta bỏ là rồi bỏ thôi, chứ người ta đâu có, mình làm gì được người ta. Bây giờ làm người ta làm đâu được, thấy không? Bởi vì nó cũng khó khăn lắm. Ủa mà dạo này anh có coi YouTube của em không? Có, anh có coi. Có coi rồi, có chọn được cô nào không? Không. Sao vậy? Chưa có chọn cô nào hết trơn, lo làm quá. Tối về coi là một xíu, tới hôm qua anh gọi thôi đi là dạy. Tôi sắp ngủ qua rồi đó. Vậy đó hả? Coi vậy mà không có chưa chọn được cô nào hết hả? Chưa. Nhưng mà anh có nghĩ, thí dụ bây giờ anh cũng, sao mấy là anh cũng năm mấy rồi? 55 rồi. 55 nhưng mà có tuổi này vẫn còn có con được đàn ông. Thì anh có nghĩ là anh sẽ muốn có con không? Thì nếu mà người ta muốn có con thì có con, còn không muốn có con thì mình có ở như vậy. Nhưng mà em hỏi ý của riêng anh kìa, anh có muốn có con không hay là anh không muốn? Thì có lẽ thì muốn chứ, muốn có con chứ. Có con để nó lấy vợ con thông đường chứ. Chứ mà vợ mình cứ vợ mà không có con thì đâu có phải là hạnh phúc đâu. Nói vậy chứ có con cực nhưng mà vui. Bởi vậy người ta mới có con được. Đúng rồi. Mình có cực, rất cực với nó. Mình trong khi mình cảm thấy mình đi làm nhiều quá, mình mệt mỏi, nhưng mà khi nhìn nó mình thấy mình rất là vui. Hồi đó giờ cứ nghĩ anh Hùng nó thôi, anh Hùng chỉ muốn độc thân vậy cho nó sướng, có con mất công lo. Tưởng đó anh Hùng không có con. Anh có nghĩ là cô ấy cao khoảng nhiêu không? Anh cũng khá cao á, anh cao nhiêu? Anh có mấy cơ 66 67 gì đó. Đó, anh mét mấy mấy chứ? Anh 5 feet mấy? Anh 5 feet 57. 5 feet 7 hả? Ừ. Ủa gì? Sao nhìn thấy anh cao vậy? Cao đâu, hồi nãy là vậy rồi, không có cao. Em nghĩ từ đó giờ anh chưa có yêu mà anh, hình như anh kể với em là anh có yêu mà. Không, có yêu có nào. Chưa yêu luôn hả? Kén không? Hả? Có kén không? Trời, kén trộn, canh cơn gì đó nha em ơi. Có không? Nếu mà duyên định đó, thì nó tới thì nó tới, không nó không tới thì thôi. Chứ giờ mình cái kén trộn canh nó không dễ thôi. Kén cá trộn canh đó hả? Ờ. Trộn canh nó không dễ thôi à. Rồi sao cái video này là bắt đầu em cho số điện thoại nha. Không gài người ta cũng xin số điện thoại nhưng mà em để coi, tại hôm bữa nói đâu có được nói gì đâu. Nó có một chút xíu thôi, nói là chút xíu anh đi làm đó. Rồi em mới nói là để em chắc chắn là một lần nữa coi anh có muốn không, không muốn cho mất công phiền. Vậy là bây giờ quyết định muốn tìm vợ. Tại vì Hương bà nói nè, nó thôi giữ lấy vợ đi cho nó có sau này, chứ hỏi bà ở vậy rồi mới mất già rồi sao ai lo. Đúng rồi hả? Anh tới tuổi này thì cũng không phải là chưa có già lắm, cũng có thể cũng chấp nhận được, chứ mà khoảng qua hàng 60 là lúc đó là hơi đuối. Bây giờ thì có thể có vợ đặng xây như đó, xây dựng từ đầu là được. Em thấy ở tiểu bang mình đây nè,
Đấy đó, đó bây giờ là kinh tế giờ nó xuống chậm chậm. Và cái gì đồ ăn gì nó cũng lên mà cục tiền bạc đâu có lên đâu. Thấy không? Làm nó rồi cũng đâu có lên đâu mà nó ép giá mình nữa. Lấy mà sống. Mà tiền nhà, tiền cửa thì nó cũng lên không à. Dạ. Mà làm cái giá đó lấy như mà sống mà sao mà đủ. Em thấy ở đằng đâu vòng vòng đây nè làm có 9 đồng giờ. Thì đó, không có đủ. Mà bên anh á 18, 19, 20 vậy đồng 1 giờ. Đó cái hôm qua nè, anh làm 29 đồng 1 giờ, anh chạy xe bếp trường học thôi đó. Mà 29 đồng 1 giờ. Ồ, mà anh làm được mấy tiếng ở? Anh làm được có mấy tiếng anh về rồi. Bên anh lương cao dữ vậy? À, lương cao. Ý là một cô mà anh muốn làm quen á, anh thích cô ấy trầm tính ít nói ha, phải hoạt bát vui vẻ. Thì bật bát vui vẻ chứ tầm chín sợ lắm. Cả ngày im lặng lặng không nói tiếng nào, chán chết luôn. Sợ bị ăn hiếp hả? Sợ ăn hiếp. Không thấy anh cũng lanh lẹ lắm à, phải không? Cũng hoạt bát lắm à. Phải nói chứ còn mà trầm lặng im lặng rồi là thôi còn chán nữa, không biết nói gì, về nhà thấy nhìn mặt không biết nói gì còn chán nữa. Em không biết là ở bên anh nhổ ăn nhiều nha, ở bên đây nhổ một cái là rẻ nhất là cũng trăm mấy 200 đô đó một cái đó. Đúng rồi, ở đây là khác mà bên kia là giá khác. Ủa gì đó hả? Anh định là sang năm anh mới về. Ủa sang năm hả, chứ không có Tết về hả? Không, Tết không có tiền đâu về. Dạ. Có tiền rồi sao hổng gà để dành nó đi nhổ răng nè, chồng răng đâu em. Rồi hổng gà đi làm cái đóng tiền rồi sao đóng tiền mới. Trời ơi, nói vậy thôi chứ mình phải chữ chứ em đâu có, mới họ có tiền ra làm xài hết đâu. Rồi qua trời ơi, thấy anh cũng lo xa lắm mà sao mấy chục năm đây rồi không có dư đồng nào rồi sao? Hả? Cũng có dư chứ không là không dư mà tại mình không có nói được. Kệ thôi, trước ở ngoài đường vậy rồi có dư rồi tiền bỏ đâu, đâu có nhà băng đâu, bỏ rồi bỏ đâu? Bỏ trong người. Được hả? Được. Nhiều quá rồi sao bỏ hết? Nhớ nhét đâu thì nhét trong người mình nó bỏ bóp cho mình á. Nhét đủ chỗ hả? Nhét đủ chỗ. Nếu chúng nhường khôi vậy thôi, nó cũng này nó cũng nhiều, nó không sinh ra con ngày được 100 mấy 200 nó cũng nhét trong lùm la. Ở đâu để chỗ đâu, bỏ trong vỏ cũng được. Nhưng mà mấy anh vậy rồi á, giống như mỗi ngày ngày này qua ngày kia thì tiền rất là nhiều, nếu mà nói với anh là tiền rất là nhiều rồi sao? Tiền nó là nhiều mà lúc có lúc không. Chứ không phải lúc nào mà cũng có hoài hoài đó. Nếu không thôi nó ngày giống như là ngày thứ bảy nó đông đi, đường sáng nó đông đi, ngày qua giống như là nó được 200 mà ngày đi nó được mấy chục bạc thì coi như nó mua bia mua đồ cho mới đừng mấy người kia uống rồi tiền đâu chẳng ăn. Em nghĩ đi, anh đâu uống bia đâu, anh uống bia mà thấy nó là thằng khôi á, nó mua cho thằng kia uống. Nhưng mà anh có casino không? Không có. Không có hả? Không. Anh về đây là hồi đi về bển luôn phải không? Hồi anh về đây là anh về bển rồi. Sáng thứ ba anh đi làm. Sáng thứ ba, sáng mai hả? Sáng mốt. Chạy cũng xa ha. Nhưng mà không sao, em từ đây ở Phò ra. Ồ, xa hơn từ xa, đây về xa không em? Tại thứ ba anh đi làm. Kệ, ráng làm đi, tại còn có bao nhiêu năm nữa đâu, tại lớn tuổi anh ráng làm hết năm này nè để mà cho nó đủ cái lương khâm và để mà khai thuế, hiểu không? Hồi năm ngoái không có đủ lương khâm anh không có khai năm này thôi, anh mới khai. Sao vậy, chứ không phải bao nhiêu tiền mình cũng khai được hả? Không phải, tại năm ngoái là mình làm là training, là nó giữa mùa gần tới mùa đông rồi, còn có mấy ngày nữa là tới hết năm rồi. Nên là bà chủ bà không có cho khai, nó nhà cái cũng cao hết trơn. Rồi chưa kể là tiền ăn uống nữa. Đó. Mà ăn uống bên nó mắc lắm, mắc hơn bên này. Nhưng mà giờ cái gì cũng lên giá. Thì đó, em nghĩ cái tô phở ở đây cũng bán là bao nhiêu tô? Ở bên đó là gần gần cấp 2. Dữ vậy? Vậy đó. Dữ vậy đó hả? Hả? Ở đây nó có cái chỗ làm giàu nè, mấy người tiểu bang khác qua làm cũng nhiều lắm, đường đi xuống Ba Tre. Đi làm giàu á? Làm giàu á, nhà máy giàu nó làm. Nhà máy giàu. Anh rồi hồi đó giờ chưa biết yêu á thì có biết lãng mạn không? Lãng mạn không? Không hả? Trời ơi, phải học đi chứ, ít nhiều phải lãng mạn chứ. Phụ nữ nào cũng thích lãng mạn, không biết lãng mạn là sao? Thì đó, bởi vậy đó. Bởi vậy mới khổ chỗ đó đó.
nó cứ khô khan lắm. Chị đó hả? Có biết rung động không? Hả? Rung động thì có. Có không? Có rung động mà không biết cái lãng mạn. Bởi nó khô khan, chỗ đó cứng ngắc luôn à. Bởi vì nó trời ơi, tao thấy mày sao mà mày hai gái mày thấy mày mày không có chỗ chớp mắt mà sao mày thấy khô khan. Mày không biết nói gì chứ. Biết nói gì vậy? Bốn mắt nhìn nhau rồi không biết nói gì. Thiệt, khô khan lắm. Bởi không biết nói. Rung động mà không biết nói, rồi sao tao biết anh rung động? Hả? Mình rung động trái tim là mình biết thôi chứ mình giờ mình nói mình vừa mình nói ra rồi mình chỉ biết yêu Phương thôi, yêu Đông Phương thôi. Ở đó giờ có biết tặng quà cho cô nào không? Tặng quà thì em nghĩ ở đây có bông bà hoa đâu mà tặng. Trời ơi, đâu mà giúp việc gì đâu. Đó. Thôi. Sao mà lấy qua ngoài đó lấy cái đó giùm mẹ coi. Ngoài thiếu gì bông hoa, nói trong chợ thiếu gì bông hoa đó. Rồi bông hoa. Tầng bông hoa hoa giả không à? Hoa thiệt chứ hoa giả gì? Bước vô con, bước vô. Sợ. Ok thôi được rồi, để nó đi vô đây đi thôi xe con. Đi ăn. Anh nói anh Hùng Bao hả? Ừ. Trời ơi, lần đầu tiên anh Hùng Bao nha, mừng quá chừng luôn á. Bữa em có gặp ông thôi một lần. Ông bây giờ tại quá trời tại luôn. Bây giờ ông đâu còn ở đây đâu hả? Có. Đứng ở đường đường này thẳng xuống nè. Ồ vậy hả? Ừ. Chứ ông đâu còn đứng đường đường này nữa hả? Đứng này. Vậy chắc không mưa về dưới đó, ông ở dưới đó là không mưa. Ngày, tại cây xăng nó không có cho. Ngay ngã tư nè. Tại lắm rồi. Bây giờ cây xăng này nó hằng ngày nó không có cho ở. Ok, nhanh lên đi ra kiếm. Ok, để tắt nha, để coi anh. Mốt đó là anh Hùng á, chừng nào bà có vợ lại đây đám cưới đi để nhớ kỷ niệm. Hôm nay á là anh Hùng trúng số nha, anh Hùng dẫn đi ăn mì vịt tèm nè. Rồi đây anh Hùng. Hello anh Hùng. Hello. Hôm nay lần đầu tiên anh Hùng dẫn đi ăn nè. Chắc là cái tô này nó rất là ngon. Rồi anh Hùng là có quay thích bún bò Huế nha. Mốt cô nào là muốn lấy lòng anh Hùng phải nấu một bún bò Huế cho thật ngon nha. Đây. Đây là cái quán ăn hôm trước mình với anh Khôi với anh Hùng đi ăn đây, nay trở lại quán này. Đây vẫn còn mấy con lắp tà. Nó gì vậy? No. Cái mình lắp tà bự hả? Quán ăn ngày xưa lần đầu tiên mình cũng gặp nhau ăn ở trong quán này phải không? Mốt đó là anh Hùng á, chừng nào bà có vợ lại đây đám cưới đi. Để nhớ kỷ niệm. Hôm nay là anh đi về vui vẻ nha. Vui vẻ. Rồi cho anh gửi lời thăm chị bà cái tờ cho anh. Cảm ơn anh nè. Cảm ơn đây nè. Làm giấy tờ cho anh được thành công tốt đẹp phải không? Rồi anh đi về vui vẻ nha. Trời đất ơi, ngon mà. Okay. Đi lên xe. Ba anh Hùng nha, chúc anh Hùng vui vẻ nha, đi về gán làm ăn nha. Hy vọng là lần tới là em gặp anh là sẽ báo tin vui đám cưới của anh nha. Ok, chú xua. Rồi giờ nếu mà có câu nào liên lạc với anh Hùng làm sao liên lạc? Thì lấy số anh. Nhớ về nhờ người ta tải Zalo nha. Ok. Zalo nó dễ liên lạc hơn. À. Rồi, nhớ nha, mốt là đám cưới là về đây đám cưới nha. Rồi. Rồi, nó giỡn thôi, chứ ở đâu anh làm, ở đâu thuận tiện thì đám cưới ở đó thôi. Ok, bye anh nha, okay, bye. Chúc anh đi vui vẻ ha. Chạy xe cẩn thận ha. Ok. Bye bác đi con, bye bác đi. Bye bác. Bye bác. Gì vậy?